Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đến với chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. SBTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, 18 tây tháng 11. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào anh Mai Phi Long và kính chào khán giả SBTN. Thưa quý vị, sáng nay tin tức chúng tôi cũng có nhiều tin rất là nóng hổi liên quan đến nhiều đề tài, tình trạng ở bên Ferguson, ở St. Louis trong những ngày tới sẽ như thế nào, cũng như tình hình tại Hoa Kỳ, đặc biệt là chính trị của Hoa Kỳ sau những ngày mà Đảng Cộng Hòa thắng lớn trong cuộc bầu cử vừa qua, cũng như các tin tức thế giới khác. Trước khi đi vào phần này thì chúng tôi xin trả lời thư một số khán giả như sau. Trước hết chúng tôi nhận được cái thư của khán giả tên là Huỳnh Văn Tươi ở thành phố Davi, tiểu bang Florida. Có gửi về chúng tôi cái nhờ chúng tôi chuyển cho ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải mới qua Mỹ về cái vụ thông báo về San KBC, cái vụ mà lãnh tiền của Hoa Kiều. Cái này chúng tôi đã trả lời một lần rồi. Đây là tin cá tháng 4, hay nói đúng là tin vịt chơi cho vui thôi, chứ không có gì cả. Hồi đó chúng tôi có hỏi Tô Phạm Thái là chủ nhiệm tờ báo này, thì anh bảo Hoa Kiều thì gặp Tân Bình mà lãnh cái tiền này, chứ không phải tiền cựu chiến binh. Thứ nhì, chúng tôi nhận được cái thư của khán giả tên là Trần Cảnh Được ở thành phố San Jose, có gửi một cái check $50 cho anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, chúng tôi sẽ chuyển cái check này. Đó là hai cái thư tay chúng tôi nhận được qua bưu điện của khán giả Huỳnh Văn Tươi, Davi, Florida, và khán giả Trần Cảnh Được, San Jose, California. Chúng tôi nhận được qua email thư khán giả Hòa Đặng. Tôi đọc báo cách đây gần một tháng, tôi được biết Cộng sản Việt Nam bán một đoạn đường xa lộ cho ngoại quốc. Hôm nay tôi đọc bài báo lại được biết Đảng Cộng sản Việt Nam lại cho thuê đèo Hải Vân. Thưa hai ông, tôi không hiểu gì về việc này, xin hai ông vui lòng giải thích cho tôi được không? Rất cảm ơn hai ông. Chúng tôi được biết là qua tin tức tỉnh Thừa Thiên Huế định cho Trung Quốc mướn một cái đoạn đất ở trên một khu đất, thì đúng hơn trên đèo Hải Vân, để mà xây khu nghỉ dưỡng hay là phát triển kinh tế đó. Cái này cũng đang bị phản ứng rất nhiều trong nước. Và ngày hôm qua, ông Trung tướng Lê Chiêm là tư lệnh quân khu 5 khẳng định đèo Hải Vân là khu vực trọng điểm quân sự cấp độ 1, được chính phủ quy định Thừa Thiên Huế tự động cho doanh nghiệp nước ngoài vào xây khu nghỉ dưỡng là dứt khoát không được. Tức là ông tư lệnh quân khu 5, tức là bao gồm cái vùng miền Trung, nó có Thừa Thiên Huế, nó đã lên tiếng phản đối chuyện này. Thì không biết chuyện này đi về đâu, nhưng mà cập nhật cho ông Hoa Đặng biết là có cái chuyện đó. Ông Quang Phạm Orlando, Florida. Okay, vâng. Nói chuyện mà xa lộ thì nói là bán đường xa lộ thì thông tin đó không biết chính xác. Đúng ra là họ kêu gọi đấu thầu trở lại, có nghĩa rằng là một số công ty đã đấu thầu làm đường xa lộ được rồi thì họ kêu bán thầu đó lại cho một quốc gia khác, rồi trong khi mà công ty được thầu đi làm một cái công trình khác. Đó, đó là cái chuyện chính xác hơn. Khán giả Quang Phạm ở Orlando, Florida có lên tiếng về vụ thương mại binh Việt Nam Cộng Hòa, còn ở lại cả sĩ quan lẫn binh sĩ chịu qua nhiều bất hạnh, hoan nghênh việc vận động cho họ được định cư tại Mỹ, biết rằng khó lắm nhưng rất hoan nghênh những người thực hiện. Và ông khán giả cũng đề cập có một số người chê bai và khán giả lại không hài lòng. Đó là khán giả Quang Phạm, thành phố Orlando, tiểu bang Florida. Khán giả Billy Lê, dân Mỹ từ xưa đến giờ vẫn hưởng thụ, lười biếng, sinh con nhiều, ăn welfare, cho vào nước Mỹ làm gì? Obama chỉ muốn làm nổi thôi, tôi không phải kỳ thị, nhưng thực tế là như vậy. Gia đình tôi bị ăn cướp hai lần ở San Jose, lần thứ nhất có máy quay phim, thì lần đó người Mỹ vào ăn cướp, tôi có báo cáo với San Jose Police. Cảnh sát cũng là người Mỹ luôn, nên bênh vực và nói là toàn khu San Jose toàn là người Mỹ thì làm gì được. Lần thứ hai tôi set up hệ thống alarm, tức là gắn hệ thống báo động đó, nhưng ăn trộm cắt luôn hệ thống điện ở ngoài, vào nhà lấy luôn cả cái video của hệ thống báo động. Hên là lúc đó cả nhà đi làm hết nên không ai bị sao. Tôi còn có chuyến đi chuyện, tôi có nói chuyện di dân này làm với dân biểu Joe Lofgren, nhưng ở San Jose bà này nói bà không ủng hộ dân Mỹ thì ủng hộ ai, địa hạt của bà là 60% là dân Mỹ rồi, bà không lo cho dân. Nói gì đến Tổng thống Obama, ngay cả ông Jerry Brown, tôi là thống đốc California hiện nay đó, trước kia có thích gì người Việt Nam mình đâu. Bực mình quá tôi chuyển qua Seattle được một năm rồi. Tôi vượt biên trên biển, trên chuyến tàu 100 người, chỉ còn 20 người sống sót năm 87, muốn tìm đến thiên đường, sống ở nơi có trộm cắp và tôi ngay ngáy lo sợ. Thì còn gì là thiên đường, mình phải lo cho mình thôi, không có tổng thống nào, dân nào lo, dân biểu nào lo cho mình hết. Chính trị chỉ nói cái miệng thôi, anh Đỗ Dũng nghĩ sao? Lát nữa chúng tôi sẽ trả lời cái chuyện này. Ngày hôm qua chúng tôi cũng thiếu khán giả Tuấn Trần một câu trả lời cũng liên quan đến chuyện này, vì hôm qua chúng tôi không còn đủ thời gian. Xin quý vị nhớ theo dõi, hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến chuyện này.
Cảm ơn khán giả Kim Nguyễn đã gửi chúng tôi một số bài viết cận cảnh bữa tiệc chiêu đãi người đoạt giải Nobel cũng như về ngày Thanksgiving. Còn khán giả Phú Lê có nhờ chúng tôi chuyển cái email cho anh Nam Lộc và Diệu Khuyên, chúng tôi đã chuyển rồi. Khán giả Phương Nguyễn có đề cập là tại sao chỉ có một nửa chương trình của SBTN Morning được để trên trang web của SBTN.TV thôi. Xin anh Mai Phương trả lời chuyện này. Thưa quý vị, chúng tôi phải có hợp đồng với là DirecTV, cho nên các chương trình là không có được mà post. Chúng tôi chỉ được post một phần. Thì đây là theo cái nguyên tắc về bản quyền, cho nên chúng tôi không có được là đem cái toàn bộ chương trình lên bất kỳ cái trang website nào hay bất kỳ các phương tiện truyền thông nào khác. Vâng, đó là câu trả lời của anh Mai Phi Long, vì anh cũng phụ trách về cái phần này ở trên trang web. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị gửi thư ta qua bưu điện cũng như qua email cho chúng tôi. Mọi cái đóng góp thắc mắc chương trình, quý vị tiếp tục gửi email về địa chỉ sbtnmorning@sbtn.tv. Xin cảm ơn quý vị. Sáng ngày hôm nay thì cái chuyện mà người dân Mỹ đang lo sợ nhất là chuyện có thể xảy ra bạo động ở tại thành phố Ferguson, tiểu bang Missouri, một thành phố ngoại ô của thành phố St. Louis. Và ngày hôm qua, thống đốc Jay Nixon đã ký lệnh khẩn cấp trên toàn tiểu bang. Có nghĩa là gì? Ông bắt đầu điều động vệ binh quốc gia để mà chuẩn bị. Bởi vì các nhân viên tòa án cho biết từ đây cho đến khoảng, bây giờ đã là giữa tháng 11 rồi, từ giờ đến cuối tháng 11, bất kỳ lúc nào thì đại bồi thẩm đoàn ở bên Missouri cũng sẽ có thể đưa ra cái phán quyết liên quan đến vụ Michael Brown bị bắn chết do một cảnh sát viên da trắng bắn một người da đen. Ông cảnh sát viên này là Darren Wilson. Ông coi như là thị trưởng thành phố St. Louis thì cho biết rằng là mặc dù Jay Nixon báo động như vậy, nhưng mà vệ binh quốc gia nếu mà đến khu vực này thì họ chỉ đóng vai trò gọi là đứng ở ngoài và chờ đợi thôi. Chính yếu vẫn là cảnh sát địa phương. Tức là chỉ khi nào có tình trạng gọi là ghê gớm lắm thì họ mới sử dụng tới vệ binh quốc gia. Bởi vì quốc gia là quân đội của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Họ không muốn làm cái chuyện này, nhưng họ phải đề phòng trước. Tức là cảnh sát địa phương sẽ lo vấn đề chống biểu tình. Lý do ông Jay Nixon đưa ra thì ông bảo rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy là có thể có biểu tình lan rộng. Đó là lý do tại sao ông ký cái lệnh hành chính này. Và cái lệnh này có hiệu lực trong 30 ngày. 30 ngày, tức là sau 30 ngày. Nếu mà ông không ký tiếp thì nó tự động hết. Còn nếu ông thấy nguy hiểm nữa, ông có thể ông gia hạn thêm. Và FBI cũng đã có một cái gọi là thông báo nội bộ cho biết là tình hình tại Ferguson trong những ngày tới có thể sẽ rất phức tạp. Thành ra họ vẫn họ cũng đang chuẩn bị trong những cái chuyện mà để đối phó với tình hình ở đây. Cho đến giờ phút này thì chưa biết là bên đại bồi thẩm đoàn có kết tội ông Darren Wilson hay không, chúng ta chưa biết. Nhưng mà các nhà phân tích cho thấy họ cho rằng theo cái dấu hiệu này mà ông Jay Nixon mà đã gọi là huy động vệ binh quốc gia, và những cái chuyện mà các cái cơ sở thương mại ngày hôm qua quý vị thấy rồi đó, bây giờ là họ Home Depot mới này hút bạc ở chỗ đó, là bán những cái tấm cắt tông đó, hay không phải cắt tông, mấy cái tấm gỗ mà ép đó để mà che cơ sở của mình sợ bị đập đó, thì cho thấy là có nhiều khả năng ông Darren Wilson không bị kết tội trong vụ này. Với anh Long có cập nhật gì thêm chuyện này hay không? Hiện tại chúng tôi chưa có cập nhật, nhưng mà những cái gì mà chúng ta đã có trong thời gian trước ủng hộ cho cái quan điểm của anh Dũng vừa mới nói rằng là có thể là ông cảnh sát kia được mà những cái lợi thế. Thì quý vị cũng nhớ một cái câu chuyện rất là đáng chú ý, là cách đây khoảng chừng trong vòng một tháng thôi, quý vị, tự nhiên trên trời New York Times có được một số cái chi tiết mà những cái chi tiết đó hoàn toàn là bất lợi cho Michael Brown, là thiếu niên đã chết. Thì những cái chuyện này đáng lẽ ra là không có được publicly ra, được tiết lộ ra công chúng, nhưng mà tại sao New York Times lại có những cái bản tin đó? Phải chăng là có một cái sự mà là rò rỉ thông tin đến từ phía cảnh sát và các những người có thẩm quyền ở tại khu vực này để tạo một cái dư luận để mà gây bất lợi cho Michael Brown và từ đó có một cái lợi thế cho viên cảnh sát? Đó là những gì mà chúng ta rút ra từ trong thời gian vừa qua. Đó là chuyện tại Ferguson, lộn xộn như vậy. Ở Washington DC, thủ đô của Hoa Kỳ, được coi là một thủ đô gọi là đẹp nhất trên thế giới, cũng lộn xộn không kém. Nhưng mà kỳ này không cần phải cảnh sát, nhưng mà là ở bên trong quốc hội hiện nay, thưa quý vị, đang loạn sang hầu. Loạn sang hầu vì sao? Người ta gọi điện thoại liên tục, người ta email nhau quá trời, là bởi vì sao? Ngày hôm nay có thể Thượng viện Hoa Kỳ sẽ đưa cái dự án đường ống dẫn dầu Keystone Pipeline ra để bỏ phiếu.
ngày cách đây 2 ngày thì Hạ viện đã làm cái chuyện này rồi, và chúng ta cũng biết là ông Tổng thống Barack Obama đã nhiều lần nói rằng cái chuyện này tôi không chấp nhận, bởi vì ông cho rằng là cái đường ống dẫn dầu đó mà đi xuống tới vùng vịnh Mexico, dầu bán đi đâu chứ không phải bán cho Mỹ. Thì rồi, nhưng mà cái chính là ông bị các cái nhóm mà bảo vệ môi trường ở đằng sau vận động không cho. Còn cái nhóm mà bên gọi là doanh nghiệp, họ bảo là nên có cái đường ống dẫn dầu này để tạo ra công việc làm khi mà đi qua những cái tiểu bang từ bên Canada mà đi xuống tới vùng vịnh Mexico. Thì hiện nay bà thượng nghị sĩ Mary Landrieu, đảng Dân Chủ của tiểu bang Louisiana, đang vận động, và hôm nay bà cho biết là bà đã có đủ 60 phiếu để mà thông qua cái dự luật này. Tại sao là 60 phiếu thì quý vị biết rồi, 60 phiếu để ngăn chặn tình trạng filibuster, tức là câu giờ bất kỳ gì khác. Thực ra chỉ cần 51 phiếu là thông qua, nhưng anh có 60 phiếu thì không ai có thể câu giờ được hết. Và hiện nay 45 người trong Đảng Cộng Hòa theo dự trù là họ sẽ bỏ phiếu thuận cho cái dự án này. Còn lại đó là bà Manrio phải kiếm thêm 14 người Đảng Dân Chủ cộng với bà, đó là 15 người để có đủ 60 phiếu. Và trong những ngày qua là bà gọi điện thoại liên tục trên màn hình quý vị, là ông thượng nghị sĩ Ingus là đảng độc lập của tiểu bang Maine, nhưng mà ông này thường bỏ phiếu theo Dân Chủ. Thì tại sao bà Manrio, người đảng Dân Chủ ở tiểu bang Louisiana, mà lại muốn cái này thông qua? Để làm gì thưa anh Đồng? Quý vị, bà đang phải đối diện đến một cái cuộc bầu cử giữa với đối thủ là Cộng Hòa để giữ cái chức của mình. Và trước cái chuyện này và cái viễn ảnh mà công ăn việc làm cho tiểu bang Louisiana, tại vì cái đường ống dẫn dầu này nó em cuối cùng là ở tại Louisiana, nếu mà tôi không làm chuyện này để đem job về cho tiểu dân của tôi thì ai mà bầu phiếu cho tôi nữa. Đó là lý do mà bà phải làm vì chính trị. Và đương nhiên quan điểm này nó lại đi ngược với quan điểm phần lớn của đảng Dân Chủ là bảo vệ môi trường. Và tuy nhiên trong cái chuyện này chúng ta lại thấy có bao nhiêu người Dân Chủ ủng hộ trong chuyện này. 15 người. Cần 15 người, cần 15 người, vâng. Không, cái vote này cần 15 người để vote cho cái chuyện này. Tôi không biết chắc Tổng thống Obama có veto trong chuyện này hay không. Và cái đường ống dẫn dầu này đã thưa quý vị cũng nhắc lại cho quý vị là nó không giống như cái đường ống dẫn dầu mà chúng ta tưởng tượng trong đầu là các loại dầu hỏa mà đào dưới đất hoặc là ở dưới đáy biển. Thưa quý vị, đây là cái loại sanding, loại sand, nó loại cát dầu từ bên Canada. Cái loại cát dầu này chúng ta cứ tưởng tượng nó như là một đống sình, nó chảy ở trong các đường ống này. Và người ta dự đoán là để cái loại này để mà tạo ra hữu dụng cho chúng ta về cái phương diện mà dầu hỏa và xăng, nó thải ra môi trường gấp 3, gấp 4 lần cái khí carbon hơn là cái loại dầu hỏa bình thường. Đó là một trong những lý do mà chúng ta cần biết về mặt kỹ thuật. Vâng, và cái mặt chính trị là đằng sau này, hồi nãy anh Mai Phi Long có đặt câu hỏi là tại sao bà này đảng Dân Chủ lại đi ngược lại đảng Dân Chủ như thế. Rồi đảng Dân Chủ là họ phần lớn họ chống cái này, và tại sao có 14 cái ông bà thượng nghị sĩ kia lại về phe với bà này? Bởi vì 14 người này có thể là xong 2 năm tới họ sẽ phải tái ứng cử, và họ ở những cái tiểu bang mà khuynh hướng Cộng Hòa. Bà Landrieu tuy là người Dân Chủ nhưng mà cái tiểu bang Louisiana là tiểu bang Cộng Hòa từ trước tới giờ. Mà bây giờ vào ngày 6 tháng 12 tới đây bà phải ra một cái cuộc bầu cử gọi là runoff, tức là vòng 2. Bởi vì hôm 4 tây tháng 11 vừa rồi bà và đối thủ của bà là dân biểu Bill Cassidy, hai người không hội đủ 50% số phiếu, thì theo luật Louisiana hai người phải là hai người nhiều phiếu nhất phải ra vòng nhì nữa. Thì bây giờ vòng nhì mà bà có thể bị thua. Cho nên cái dự luật mà đường ống này ở tại Hạ viện là do chính ông dân biểu Bill Cassidy bảo trợ, tức là ông là tác giả. Ông muốn có cái đường ống này đi qua để kiếm phiếu. Thì bây giờ bà Landrieu bên này, tôi không phải tác giả, với tác giả là xuất phát từ bên Hạ viện. Tôi bên Thượng viện thì tôi đi vận động để làm sao thông qua được cái này. Mục đích làm sao để mà bà thắng cử vào 6 tây tháng 12 này. Điều này nó cho thấy một cái gì thưa quý vị? Hôm trước có một khán giả nó hỏi tôi ở đảng này bầu đảng kia được hay không? Ở đảng này có một người hỏi tính đảng ở Mỹ như là, và tôi đã giải thích là nó không có nghĩa lý gì hết. Thì trong trường hợp này là một ví dụ rất cụ thể. Bà này đảng Dân Chủ nhưng mà sẵn sàng đi làm theo có lợi cho đảng Cộng Hòa. Bởi vì sao? Tôi cần phải tái đắc cử bởi vì tôi là người tốt nhất để có thể lo cho người dân Louisiana. Thành ra tôi phải dùng cái mánh lưới này và mánh khóe này thì đúng hơn, được mọi người chấp nhận. Và đảng Dân Chủ hiểu cái điều này, phải giúp cho bà Landrieu để bà thắng cử. Chứ bây giờ chúng tôi là Cộng Hòa đã nắm 52 ghế, chúng tôi có 48 ghế, mà bà này thua đó là Cộng Hòa lên 53, chúng tôi có 47. Thành ra là nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà họ phải cố gắng làm sao thông qua cái này để bà Landrieu có thể, hey, quý vị thấy không? Giờ tôi nghĩa là gọi cho 14 ông bà kia mà không qua là cái này có việc làm. Thế nhưng mà còn đợi lên bàn của ông Obama. Nhưng nãy Mai Long nói là ông có veto không, chuyện đó chuyện khác đúng không? Còn cái chuyện mà đảng này mà bỏ theo khuynh hướng đảng kia thì chuyện đó cũng không có lạ.
ngay trong gia đình tôi, chồng một hướng và vợ một hướng, cũng là cũng rất là đặc biệt. Như quý vị cũng biết rằng là ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell, người sẽ trở thành thủ lãnh thiểu đa số vào mùa Thượng xuân viện. năm tới, thì ông thì là người ủng hộ cho cái chuyện khai thác than đá ở tại tiểu bang quê nhà là Kentucky, nhưng bà vợ lại là một thành viên ban quản trị của một cái tổ chức chống lại cái Vâng. chuyện mà khai thác than đá. Thì thưa quý vị, chuyện này cũng rất là thường ở tại Hoa Kỳ. Tóm lại là vì quyền lợi chính trị của các chính trị gia, họ có thể làm bất kỳ cái điều gì để mà họ có thể đạt được cái mục tiêu của họ là được tái ứng cử. Bởi vì như tôi nói quý vị nhiều lần, không chính trị gia nào họ nghĩ họ là người tốt nhất trong để có thể làm được chính sách tốt nhất cho người dân, chứ không ai khác. Cho nên họ phải làm như thế, bởi vì để cho người khác mà lên nó sẽ tệ cho dân vô cùng. Đó là cái suy nghĩ của họ, thành ra họ làm mọi cái và đảng họ hiểu được cái điều đó thì họ giúp cho người ta làm. Thành ra bà Landrieu bà phải cần cái này để bà có thể thắng cử vào 6 tây tháng 12, còn nếu không thắng là chuyện khác nữa. Nhưng mà ít nhất tôi làm được cái điều này, tôi hy vọng tôi thắng vào 6 tây tháng 12, rồi sau đó lên ông Obama có veto phủ quyết thì chuyện là chuyện của ông, chúng ta không, bà không cần biết cái chuyện đó. Và đó là chuyện liên quan đến đường ống dẫn dầu ở tại Hoa Kỳ từ Canada sang, nó làm cho cái là ảnh hưởng đời sống của tất cả những người nào ở những cái tiểu bang miền Trung Tây xuống tới miền Nam nước Mỹ. Trong phần trước chúng ta nói đến chuyện đường ống dẫn dầu Keystone đi từ Canada sẽ chạy thẳng từ băng qua miền Trung Tây Hoa Kỳ đến tiểu bang Louisiana, và đây là một trong những điểm trọng yếu trong thời gian sắp tới, là bãi chiến trường về chính trị của hai đảng ở tại Hạ viện và Thượng viện. Nếu mà cái cuộc chiến này ngã ngũ với cái kết quả mà thuận cho cái đường ống Keystone thì vẫn phải đụng lên cái lá phiếu phủ quyết của Tổng thống Barack Obama. Chuyện này chúng ta chờ trong thời gian tới sẽ đi như thế nào. Và tiếp tục cái cuộc chiến chính trị ở tại Hoa Kỳ, cái cuộc chiến mà tôi nói phải rằng là dữ dội nhất, đó là cuộc chiến giành lá phiếu bởi từ những người di dân. Ngày hôm nay rất nhiều người là đang là di dân lậu, nhưng mà nếu mà có một cái luật nào đó hợp pháp hóa cho họ thì những ai sẽ giành lá phiếu, và cái cuộc chiến giành lá phiếu này phải nói là vô cùng căng thẳng ngay giờ phút này. Bây giờ tình hình nó như thế nào anh Đỗ Dũng? Tình hình cho đến giờ phút này vẫn chưa biết là bao giờ ông Obama sẽ ký cái executive order đó, bởi vì chúng ta biết là sau hội nghị G20 ông đã về tới Hoa Kỳ ngày hôm Chủ nhật, và bây giờ người ta đang chờ xem như thế nào. Trong cuối tuần vừa qua và trước đó thì bên Đảng Cộng Hòa đã có râm ran tin đồn là chúng ta sẽ dùng cái chuyện gọi là ngăn cản chuyện này bằng cách là không thông qua ngân sách để có thể chính phủ bị đóng cửa. Thế nhưng mà hôm Chủ nhật vừa rồi thì nhiều vị dân cử Cộng Hòa, đặc biệt là có ông Mitt Romney, cựu ứng cử viên Tổng thống, hay là ông Bob Jindal là thống đốc tiểu bang Louisiana, một người có thể ra ứng cử Tổng thống trong tương lai, thì đều và một số dân cử khác của Đảng Cộng Hòa lên các đài truyền hình của quốc gia thì đều nói là họ không ủng hộ cái chuyện đóng cửa chính phủ ở liên bang, bởi vì họ nói là cái chuyện đó là chuyện không đúng. Nhưng ông Mitt Romney cũng như những người khác đều nói là ông Tổng thống đừng có làm cái chuyện đó, mà nên để cho quốc hội làm xong rồi đưa lên ông để ông ký. Nhưng mà ông Obama bảo tôi đã chờ mấy anh hơn một năm nay rồi, thượng viện thông qua từ cái đời nào, bây giờ có vài ngày nữa là hết cái gọi là cái khóa họp này mà anh không chịu làm. Thì không biết là bên Hạ viện Hoa Kỳ hiện nay cái dự luật này đang nằm trong tay ông Bill ông John Boehner, không biết là ông sẽ điều chỉnh như thế nào. Mà bây giờ nếu mà điều chỉnh đó, điều chỉnh quá thì cũng không được, điều chỉnh quá thì nó, nếu mà nó khác với những cái đề nghị của thượng viện đó, thì theo luật đó phải trả lại thượng viện để thượng viện nó là điều chỉnh cái đó là mới đưa lên hạ viện, nó sẽ rất là mất thời gian. Bây giờ ông John Boehner chỉ có một cách là, một là ông cho thông qua, hai là không thông qua dục thùng rác, mà nếu không thông qua thì ông Obama sẽ ký executive order đó, và theo dự trù sẽ có ít nhất là 5 triệu người được coi như là ở lại mà không bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ. Và hôm trước tôi có đề cũng có thưa quý vị, những người này đa số là ông Obama là dành cho những cái lĩnh vực gọi là cái ngành công nghiệp và gọi là kỹ thuật cao đó. Và bây giờ để trả lời cái câu hỏi mà nhân tiện đây luôn, là hôm qua khán giả Tuấn Trần và hôm nay khán giả Bi Lê có phàn nàn người Mỹ đến cái khu vực của họ ở gây ra những cái bất ổn, gây ra mất an ninh, như ông Bi Lê Lộc Hải dọn qua tiểu bang Washington sống. Còn ông Tuấn Trần thì không thấy nói chỗ nào, mà ông Tuấn Trần đang lo nhà ông bị xuống giá. Đây, anh Long nghĩ sao về những cái chuyện này, trong cái dự luật này nó liên quan đến các cái vấn đề mà hai cái khán giả chúng ta vừa đề nghị, Chúng ta vừa đi đề cập. từ từ việc à, thưa vị, trong thư của khán giả Tuấn Trần ngày hôm qua, chúng tôi hứa có trả lời mà chúng tôi chưa có dịp trả lời vì hết giờ, thì khán giả này có đưa cái tên như thế này:
Bây giờ Đảng Cộng Hòa có cách nào để block cái lệnh ông Obama hay không? Ông Obama này làm kiểu này không có care gì về người dân. Kiểu này tôi sống ở Mỹ còn tệ hơn là sống ở Cộng sản nữa. Là ông Obama không care cái chuyện di dân lậu. Ông Obama là người đem di dân lậu vào Hoa Kỳ. Thì bây giờ cái chuyện này chúng ta nói không không thì là chỉ là bàn ngoài chợ. Vâng, chúng ta nghe nói thôi. Bây giờ chúng ta đi vào những cái chi tiết. Thống kê con số thì chúng ta mới có thể nói chuyện thêm được trong chuyện này. Xin ban kỹ thuật có thể đưa cái hình thống kê về con số những người di dân bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Đây là thống kê của Bộ Nội An nha. Thống kê này của Bộ Nội An. Anh Thanh, đây, chào anh này, đây, thưa quý vị. Chúng ta xem cái biểu đồ này năm 2000. Thưa quý vị, chắc năm 2000 này, chắc quý vị cũng nhớ đây là mỗi cột mốc. Đây là năm 2000 là cái cuộc tranh cử giữa chức tổng thống giữa ông George W. Bush và ông Al Gore. Và kết quả là ông Bush thắng. Là năm 2000 là chấm dứt triều đại của ông Bill Clinton. Vâng. Thì cái tỷ số người đi nhập cư lậu vào Hoa Kỳ lúc đó năm 2000 là 8 triệu rưỡi người. Và đi qua đến năm 2008 là coi như là cái năm là hết triều đại của ông George Bush con. Vâng. Thì năm 2000, từ cái năm mà cao đỉnh điểm nhất là năm 2007 là 11 triệu 8 và năm trước đó 11 triệu 3 và năm 2005 10 triệu 5. So đến thời kỳ năm của ông Obama lên cai trị thì chúng ta thấy rằng là từ 11 triệu 6 cái năm cuối cùng của ông Bush đi sang qua thời ông Obama là 2009 đi là còn 10 triệu 8. Và năm 2010 thì có tăng lên và năm 2012 là 11 triệu 4. Nhưng mà so với thời đỉnh điểm của năm của ông, thời gian của ông Bush là 11 triệu 8 thì rõ ràng rằng là cái người đem người di dân lậu nhiều nhất vào không phải ông Obama mà lại dưới chính quyền của ông George W. Bush. Còn thời Bill Clinton còn ít hơn hẳn. Và đi con số cụ thể, đây là cái báo cáo của Bộ Nội An. Chúng ta đi xuống ở dưới thì cho thấy rằng là con số đỉnh điểm của những thời gian của ông Bill Clinton là 2 triệu 9, coi như là gần 3 triệu. Mà riêng trong những cái năm mà của từ thời ông Bush thì là con số tăng vọt hẳn lên từ 8 triệu rưỡi cho đến 11 triệu 8. Thì thưa quý vị, có một số chuyện chúng ta có những cái thành kiến. Vâng. Khi đi nhìn vào những cái con số này thì thực tế hoàn toàn khác. Và thêm một cái chuyện khác nữa là sao anh Dũng? Nhìn trong cái thành phần di dân lậu, có phải hoàn toàn mọi chuyện chúng ta đổ thừa cho người Mỹ hay không? Khoan, trước khi đi qua cái đề tài đó thì cũng để nhắc nhở quý vị luôn là có một cái điểm như vậy, quý vị không có để ý. Thực ra đó, Đảng Dân Chủ không thích người di dân vào đây, vào nước Mỹ, ngay cả lậu hay không lậu nữa. Bởi vì sao? Đảng Dân Chủ là luôn luôn ủng hộ nghiệp đoàn và nghiệp đoàn họ không thích cái chuyện này. Nghiệp đoàn là gì? Là những người công nhân bình thường làm lương thấp. Họ rất sợ di dân đi vào Mỹ bằng cách này cách khác, bởi vì vào sẽ lấy mất công việc làm của họ. Đó là lý do tại sao quý vị thấy có những cái visa, gọi là tôi nói ví dụ như H-1B visa của Bộ Nội An và Bộ Lao động bây giờ đó, cho người nước ngoài vào trong Mỹ làm việc đó, thì phải là cái công việc đó hiếm hoi nước Mỹ. Và cái người đó, cái công ty đó xin một người đó vào đó, phải nộp cái đơn đó cho cả hai bộ, Bộ Nội An cho visa và cho vào làm việc và Bộ Lao động xác nhận là cái lương này phải được trả cao hơn cái lương ở tại nước Mỹ. Bởi vì nếu không anh trả lương thấp đó, thì cái lương của người lao động ở nước Mỹ đi xuống. Thành ra trên thực tế đó, Đảng Dân Chủ chống lại cái chuyện mà di dân vào Mỹ nhiều hơn. Trong khi ông Cộng Hòa lại khoái cái chuyện này. Bởi vì ông Cộng Hòa, bởi vì sao? Di dân vào chúng mày đâu có làm công dân đâu. Cứ để chúng mày thẻ xanh hay là cứ làm như thế. Là chúng mày làm cho các ông nhưng mà không có quyền lợi chính trị. Đó là hai cái quan điểm mà quý vị không để ý. Thế nhưng khi vào nước Mỹ lâu quá đó thì Đảng Cộng Hòa không thích cho những người này hợp thức hóa để trở thành công dân. Mà Đảng Dân Chủ lại muốn, tuy là tôi không thích mấy anh vào nhưng mà nếu anh lỡ vào thì tôi khoái cho mấy anh làm công dân. Bởi vì sao? Khi mà anh trở thành công dân, anh sẽ có lá phiếu và người di dân có khuynh hướng đi bầu cho Đảng Dân Chủ nhiều hơn. Đó là lý do tại sao Dân Chủ và Cộng Hòa quánh nhau cái này từ xưa tới giờ. Và xin mời anh tiếp tục qua cái phần thứ nhì là không phải chỉ có dân gốc Hispanic là ở lậu tại Mỹ mà còn nhiều sắc dân khác nữa. Xin mời anh. Cái con số hiện tại đang tranh cãi là 11 triệu chấm 5 số dân di dân lậu đang ở tại Hoa Kỳ. Chúng ta từ nãy giờ trên các cái thư mà gửi về chúng tôi chúng ta chỉ nói rằng tôi mễ thôi, nhưng mà thật sự bao nhiêu người mễ nằm trong con số này?